Dạ vâng, em chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Điện thoại Dũng Kiên, có địa chỉ tại Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Hôm nay em lại lên một loạt máy thanh lý cho các bác nhé. Toàn các bác trao đổi máy cho em thôi nhé. Một loạt máy này rất là rẻ các bác nhé. Đặc biệt là con siêu phẩm này, iPhone 12, giá chỉ 6 triệu đồng thôi các bác nhé. Đấy, một loạt máy này các bác này. Mọi nhu cầu thì các bác xin liên hệ em qua số điện thoại 0971336559 và 0978336559. Bên em có ship code toàn quốc các bác nhé. Các bác chỉ cần đặt cọc 100.000 đồng còn các bác nhận được máy, kiểm tra máy và thanh toán nốt cho shipper của em. Để không làm mất thời gian của các bác thì bây giờ em sẽ vào chi tiết. Đây là con iPhone 12 các bác nhé, bản 128GB, giá chỉ 6 triệu đồng. Hình thức rất là đẹp các bác này. Rồi, main zin, màn GX các bác nhé, màn là màn GX. Đấy, máy này em trao đổi được thì em đã ấy rồi, kiểm tra rồi, màn GX đây, nó báo luôn là linh kiện không xác định đây các bác này. Đấy, mất phe đi màn GX các bác nhé, zin hết từ A đến Z em đã kiểm tra, bản 128GB. Giá đã giảm được một nửa các bác nhé. Bình thường có 128GB nó rơi vào hơn 12 triệu. Bây giờ nó chỉ còn 6 triệu đây các bác này. Các bác mua về dùng rất là ok luôn. Rồi, em quay chi tiết từ từ cho các bác xem này. Màu xanh công chúa rất là đẹp các bác nhé. Máy em đảm bảo main zin cho các bác nhé. Còn màn là màn GX các bác này. Main zin chưa qua sửa chữa các bác nhé. Màn GX. Rất mượt luôn các bác này. Màn rất là mượt. Đây, tất cả iPhone đời cao bây giờ các bác chỉ cần vào đây là nó báo luôn. Cái gì nó không ấy là nó báo luôn này các bác này. Rồi, màn hình không xác định đây các bác này. Rồi, em bao full chức năng trừ FAD các bác nhé. Full chức năng trừ FAD. Màn GX giá chỉ 6 triệu đồng, bao ship toàn quốc các bác này. Rồi, bác nào nhanh tay thì nhấc con này hộ em nhé. Tiếp theo là con iPhone 8 Plus, giá chỉ 4 triệu 300 ngàn đồng các bác nhé. Rồi, tất cả máy khách đổi lên các bác này. 8 phần ớt full chức năng pin mới các bác nhé. Pin mới 100% luôn. Con này giá chỉ 4 triệu 300 ngàn đồng các bác nhé. Bao zin từ A đến Z cho các bác này. Tiếp theo là con 8 phần ớt này. Con này vỏ hơi xấu tí. Giá chỉ 3 triệu 800 ngàn đồng. Rất là rẻ nhé. Rẻ hơn 7 phần ớt các bác nhé. Hình thức 90% các bác này. Bao zin từ A đến Z cho các bác nhé. 3 triệu 800 ngàn đồng bao zin từ A đến Z cho các bác này. Đấy, bác nào thích cây này thì alo cho em luôn. Tiếp theo con iPhone 6S Plus bản 100, quên đi, bản 16GB. Mắt dạo này kém rồi các bác. Đấy, bản có 16GB thôi, hình thức thì gọi là cá sấu luôn nhé. Em gọi luôn con này là con cá sấu. Giá chỉ 1 triệu 500 ngàn đồng full chức năng. Full chức năng cho các bác nhé. Pin zin thì đã thay ra rồi, đây là pin mới luôn. Pin zin lúc em nhập vào nó có 75% này, em thay mới luôn, giá chỉ 1 triệu 500 ngàn đồng. Con iPhone 8 này là mất vân tay các bác nhé. Đấy, mất vân tay. Bao zin từ A đến Z các bác nhé. Hình thức đẹp còn 95-96%, giá 2 triệu 500 ngàn đồng. Bao ship toàn quốc các bác nhé. Tiếp theo là con iPad 5. Đấy, con iPad 5 giá 2 triệu 500 ngàn đồng, 16GB. Bản 4G các bác này. Đấy, hình thức rất là đẹp, 99% các bác này. Đấy, 2 triệu 500 ngàn đồng. Đây, em báo giá lại từ đầu cho các bác xem nhé. iPhone 12 128GB, mất FAD, không nhận diện khuôn mặt đấy các bác nhé. Màn GX giá chỉ 6 triệu đồng. iPhone 8 Plus quốc tế, hình thức đẹp, pin mới, giá 4 triệu 300 ngàn đồng. iPhone 8 Plus hình thức 90%, giá 3 triệu 800 ngàn đồng.
iPhone 6S Plus giá 1.500.000 đồng. Hình thức thì em đã gọi là cá sấu thì nó là sấu luôn các bác nhé. iPhone 8 giá 2.500.000 đồng, mất vân tay, bao zin từ A đến Z trừ vân tay mới. iPhone iPad 5 các bác này giá 2.500.000 đồng này. Đấy. Tiếp theo cho các bác này, tai nghe iPod Pro, tai hổ các bác nhé, full bot, pin dùng liên tục từ 5 đến 6 tiếng cho các bác luôn, liên tục đấy. Đấy, giá 350.000 đồng, bao ship toàn quốc. iPhone 6S Plus 128GB, có màu trắng và màu xám lông chuột các bác nhé, giá 3.500.000 đồng, đầy đủ phụ kiện, bao ship toàn quốc. iPhone 6S Plus 64GB giá 3.300.000 đồng, đầy đủ phụ kiện, bao ship toàn quốc cho các bác luôn. iPhone 6S Plus 32GB pin zin còn 99% các bác nhé, mới sạc có 17 lần, 3.500.000 đồng, rất là đẹp luôn. Các bác dùng cái này rất là ok. iPhone 7G các bác nhé, đẹp keng luôn, pin rất là cao, 90% này này. Giá chỉ 3.000.000 đồng thôi các bác này, rất là rẻ. iPhone 7 Plus quốc tế 32GB còn màu vàng, gold và màu đen. Giá chỉ 4.000.000 đồng, đầy đủ phụ kiện, bao ship toàn quốc cho các bác này. Tiếp theo là iPhone 7 Plus duy nhất còn một cây 128GB, em bán bằng 32GB, 4.000.000 đồng cho các bác nhé. iPhone 8 Plus còn duy nhất hai cây này, này em bán luôn cho các bác, giá 5.000.000 đồng, không phụ kiện, bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Bán nốt cho nó sạch để về nô mới này. iPhone XS màu đen đẹp keng, giá chỉ 6.000.000 đồng các bác nhé. Cây này là em thay pin mới rồi. iPhone XS đẹp keng màu vàng gold, giá 6.800.000 đồng, đầy đủ phụ kiện, bao ship toàn quốc cho các bác này. iPhone XS Max màu đen, đấy, đẹp keng luôn các bác nhé, giá chỉ 8.500.000 đồng, đầy đủ phụ kiện, bao ship toàn quốc. iPhone XS Max màu vàng gold đẹp keng, giá chỉ 9.000.000 đồng, đầy đủ phụ kiện, bao ship toàn quốc cho các bác luôn. iPhone 11 đây còn 3 cây pin rất là cao các bác nhé, giá chỉ 8.500.000 đồng, đầy đủ phụ kiện, bao ship cho các bác toàn quốc luôn. 11 Pro Max em còn một cây duy nhất màu đen, bán nốt cho các bác nhé, giá chỉ 13.000.000 đồng, bán nốt cây này cho nó sạch để về nô mới. iPhone 12 đẹp keng bản 64GB pin cao 91%, 11.800.000 cho các bác nhé. Các bác thích cây nào thì liên hệ trực tiếp cho em này. Còn các bác ở gần nhà em có thể qua xem trực tiếp, ưng cây nào lấy cây đó các bác nhé. Địa chỉ nhà em tại Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Còn các bác có vị trí địa lý cách nhà em từ 2 đến 30km em có thể ship cho các bác tận nhà luôn. Đây ngày hôm nay đây, iPhone 12 6.000.000 đồng, 8 Plus 4.300.000, 8 Plus 3.800.000, 6S Plus 1.500.000 đồng, iPhone 8 2.500.000 đồng, iPhone iPad i, con này là i1 các bác nhé, bản 4G 2.500.000 đồng cho các bác nhé. Em xin được tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.